Người đàn ông mắc võng vào lưng quần kéo lê trên đường phố, biết nội tình ai cũng xót xa. Cụ bà ôm ghì cụ ông phút cuối đời trên giường bệnh, cố khỏe về nhà với tôi nhé. Những hành khách đầu tiên trải nghiệm xe buýt điện VinBus lăn bánh ở Hà Nội. Hà Nội chuẩn bị cho học sinh lớp 10, 11, 12 trở lại trường như thế nào? Chuẩn bị chở bình oxy đi giúp F0 thì bị kẻ gian lấy trộm mất xe máy. Quý vị đang theo dõi tin tức được cập nhật 24 giờ trên kênh Tin tức Việt. Những tin tức nóng nhất sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Đoạn video ghi lại hình ảnh kỳ quặc của người đàn ông xấp xỉ 30 tuổi đã khiến dân mạng vô cùng tò mò. Chỉ sau vài giờ đăng tải, clip đã có tới hơn 2 triệu lượt xem và con số ấy vẫn chưa dừng lại. Clip không có nội dung gì nhiều, chỉ là một người đàn ông mắc lên người một cái võng khung, cứ thế kéo lê đi giữa đường. Ai đó đặt một chiếc gối ôm cũ cho nằm trên võng, đầu võng dắt một chiếc khăn màu vàng. Trên tay người đàn ông cầm một bình giống bình xịt tưới cây. Khi anh ngước nhìn lên camera, ánh mắt của anh thất thần và vô hồn. Dễ đoán người này có thể có vấn đề về tâm lý. Tiết lộ của người quay clip sau đó khiến tất thảy rùng mình. Trong đại dịch Covid-19, người đàn ông này đã mất cả vợ lẫn con, anh quá đau xót và trở nên ngây dại như vậy. Một số người cung cấp thêm thông tin, người đàn ông này là người Quảng Ngãi, nhiều người đã gặp anh vác võng theo người đi lang thang như thế này mấy ngày nay. Có người tin rằng chiếc võng và gối ôm kia là di vật của vợ anh, nơi họ vẫn nằm khi còn sống. Có lẽ chú ấy sốc lớn quá, anh không thể chấp nhận nổi nên bị sang chấn tâm lý rồi. Cái võng, cái khăn ấy mang theo hơi tàn của vợ con nên anh không muốn rời xa thêm lần nữa, muốn ở cạnh bên mình chăng? Nhìn mà rơi nước mắt, mong anh mong khỏe lại, ổn định tâm lý để người ra đi cũng thanh thản. Người nằm xuống là kết thúc, chỉ khổ cho người ở lại, mang nỗi đau trong lòng, giờ thành loạn trí, thật đáng thương. Đó là khi người ta đau mà không biết đau là gì. Đó là một số bình luận của cư dân mạng. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Ở độ tuổi gần đất xa trời, nhưng tình cảm của ông bà khiến cho người xem vô cùng ngưỡng mộ. Ông ơi, ông có nghe tôi nói không? Ông cố gắng ăn một tí nhá, uống thuốc để khỏe rồi về với tôi nhá. Nếu không một mình tôi chết mất đấy ông ạ. Cụ bà ôm ghì chặt cụ ông nghẹn ngào thủ thỉ khiến cho người xem ứa nước mắt. Đây là đoạn video ghi lại khoảnh khắc cụ bà ngồi bên giường bệnh của cụ ông trong giây phút sinh ly tử biệt đang viral trên mạng xã hội. Sau khoảnh khắc đó, cụ ông đã rời xa cụ bà mãi mãi. Vỏn vẹn chỉ vài phút nhưng clip cũng đủ khiến người xem lặng đi. Chủ nhân của đoạn clip đăng tải cho biết do tuổi cao sức yếu, cụ ông phải nhập viện điều trị. Dẫu biết quy luật sinh lão bệnh tử là lẽ thường tình, nhưng nhìn người đầu ấp tay gối cứ yếu dần đi, sắp lìa xa cõi đời khiến cho bà vô cùng đau xót. Những ngày trong viện, bà liên tục động viên dỗ dành ông ăn để khỏe lại và trở về nhà với bà. Thế nhưng mong mỏi của bà đã không trở thành hiện thực. Cụ ông đã chút hơi thở cuối cùng, hưởng thọ 96 tuổi. Đại dịch Covid-19, con cháu đi làm xa không về được, chỉ có ông bà nương tựa bấu víu vào nhau. Đến khi ông lìa đời, cũng không kịp gặp mặt con cháu lần cuối, đám tang cũng chỉ có bà là người thân cận, hiu quạnh đến ứa lòng. Vậy là những ngày tháng tiếp theo, ông bỏ lại bà cô đơn trên trần thế. Ngày tiễn ông đến đài hóa thân, bà cũng khóc ngất đi. Theo chủ nhân đoạn clip, ông bà trong clip ở Thái Nguyên, ông là một quân nhân nên tang lễ được cử hành theo nghi thức quân đội. Đó cũng là điều an ủi phần nào khiến cho cụ ông bớt cô quạnh. Ở tuổi gần đất xa trời, nhưng tình cảm của ông bà khiến cho người ta phải ngưỡng mộ. Thế mới thấy khi tóc bạc, răng rụng, chúng ta càng thấm thía, quý giá biết bao nhiêu, từng giây từng phút được ở bên người thương. Hai chữ phu thê mới nặng tình nghĩa làm sao. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Tuyến xe buýt điện đầu tiên có số hiệu E03, khu đô thị Ocean Park, Mỹ Đình có lộ trình chạy trên các tuyến đường trung tâm kết nối phía đông và phía tây thành phố Hà Nội. Ngoài ra, VinBus tiếp tục triển khai khai thác hai tuyến buýt điện mang số hiệu E05, lộ trình Long Biên – Cầu Giấy, khu đô thị Smart City và tuyến E01, lộ trình Bến xe Mỹ Đình, khu đô thị Ocean Park. Những người dân lần đầu tiên trải nghiệm trên tuyến buýt điện từ điểm Depot Smart City đặt tại khu đô thị Vinhome Smart City. Đặc biệt, hành khách lần đầu tiên được trải nghiệm hình thức thẻ, vé điện tử trên các tuyến xe buýt điện. Đây là giải pháp thanh toán được VinBus, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam NAPAS và UNIS phối hợp phát triển nhằm mang tới công nghệ và trải nghiệm tân tiến tiện lợi nhất cho khách hàng. Nhiều khách hàng bày tỏ vẻ hài lòng với không gian bên trong của VinBus. VinBus là mẫu xe điện thông minh đầu tiên của Việt Nam do công ty VinFast sản xuất và VinBus vận hành. Xe sử dụng năng lượng sạch, không phát khí thải, không gây ô nhiễm tiếng ồn, di chuyển êm ái, mang lại cho hành khách sự thoải mái, khắc phục hiện tượng say xe hay khó chịu trong suốt hành trình.
VinBus hội tụ nhiều công nghệ hiện đại, tính năng vượt trội và độ an toàn cao theo chiến lược phát triển các dòng xe ô tô điện thông minh của VinFast hiện nay như hệ thống tự động kiểm soát hành vi của người lái, cảnh báo những người nguy cơ gây mất an toàn, chế độ tự động hạ thấp thân xe khi lên xuống, phù hợp với người già, trẻ em, người khuyết tật, người phụ nữ mang thai. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Trước thông tin dự kiến học sinh cấp trung học phổ thông của 30 quận huyện tại Hà Nội sẽ học trở lại vào ngày 6 tháng 12 tới đây, hiện các trường trung học phổ thông trên địa bàn đang rốt ráo chuẩn bị các phương án đảm bảo an toàn. Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, Sở đã có văn bản trình Ủy ban Nhân dân thành phố về việc cho học sinh trung học phổ thông và giáo viên giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trở lại trường từ ngày 6 tháng 12. Sở cũng đã có cuộc họp với lãnh đạo nhà trường vào ngày 30 tháng 11 để quán triệt các nội dung chuẩn bị đón học sinh khi được lãnh đạo thành phố quyết định cho trở lại trường. Theo ông Tiến, trước hết, các trường học sẽ phải đạt các tiêu chí về yêu cầu an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn liên ngành của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế. Cùng với đó phải đáp ứng một số nguyên tắc cơ bản như giáo viên chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine, chỉ được dạy trực tuyến. Các trường chỉ dạy học trực tiếp một buổi mỗi ngày, không tổ chức ăn uống bán trú, căng tin, học sinh tự mang theo nước uống cá nhân. Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế đang xây dựng văn bản hướng dẫn liên ngành về phương án phòng chống dịch khi có trường hợp F1, F0, F2 hoặc nghi ngờ F0 trong trường học. Ví dụ khi phát hiện có F0 trong trường học, sẽ phải kích hoạt ngay các phương án phòng chống dịch, phong tỏa tạm thời khu vực có liên quan đến F0 tùy thuộc mức độ di chuyển của F0. Diện phong tỏa có thể toàn bộ trường học hoặc từng tầng khu vực phòng học có F0 liên quan. Để chuẩn bị cho học sinh đến trường trở lại, cần tuân thủ theo các văn bản hướng dẫn của các cơ quan chức năng nhằm đảm bảo tối đa an toàn cho các em. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Chị N để bình oxy lên xe máy, chuẩn bị chở đi giúp F0 trở nặng thì đã bị trộm lấy mất. Ngày 2 tháng 12, chị PTTN, 42 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa bị kẻ trộm lấy mất chiếc xe máy để trước cửa. Theo hình ảnh từ camera an ninh và chị N, vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 22 phút ngày 30 tháng 11. Thời điểm trên, chị N đang dựng xe máy bên hông nhà ở con hẻm đường 16A, phường Bình Hưng Hòa A. Sau khi đi vào nhà khoảng 5 phút, chị N quay lại thì không thấy xe đâu. Khi kiểm tra camera an ninh, gia đình phát hiện hai thanh niên đã tiếp cận lấy chiếc xe máy rồi chạy đi. Hàng xóm của tôi có người bị nhiễm nCoV mà không có bình oxy, nhà tôi có sẵn nên tính chở cho mượn. Vừa để bình lên xe, quay vào nhà chưa kịp mang đi thì trộm đã lấy mất, chị N nói. Chị N cho biết, chiếc xe mình mua với giá hơn 30 triệu đồng, dùng làm phương tiện chở hàng hóa phục vụ kinh doanh. Bị trộm, chị N phải mượn xe của người thân để đi lại. Nạn nhân sau đó đã trình báo công an. Hiện vụ việc đang được công an phường Bình Hưng Hòa A lập hồ sơ xử lý. Rất nhiều tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác đang chờ đón quý vị trong các bản tin tiếp theo trên kênh Tin Tức Việt. Quý vị đừng rời kênh vì Quỳnh Anh sẽ quay trở lại ngay.